Shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các bạn, hôm nay Moviet sẽ trải nghiệm một chế độ rất là vui nha. Sẽ có 10 con Grack tiệc bãi biển. Trên cái map bóng đá với cái tên gọi là đấu trường sinh tử 2.0. công việc đơn giản là sử dụng cái quả cây dừa, ấn vô đấy anh em ơi, kiểu lúc đánh thường ý. Sau đó thì béo quay tròn, mình bị điện giật liên tục anh em ơi. Nếu mà chạm vô những cái lan can này ý, sẽ bị điện giật đó. Chạm vô zip cũng bị mất máu. Rồi bị mấy thanh niên kia quay trúng người cũng bị mất máu. Và cách để hồi máu là quay trúng đứa khác và quay trúng con zip. Đấy, con zip nếu mình quay trúng thì nó sẽ này đi anh em ơi, lại trúng béo khác thì béo đó bị mất máu. Rồi, chơi là đơn giản anh em ơi. Và ai nhiều máu sau 3 phút, ai nhiều máu nhất trong 3 phút thì sẽ là người chiến thắng. Và tất nhiên một team có 2 người, như vậy có 5 team nha. Quay thôi, đơn giản quá nhở. Đây trận đầu tiên chơi mình cảm thấy là cũng rất là đơn giản. Mỗi tội là cũng hơi nhàn. Cái chiêu thức đầu tiên nó nhảy lên một chút xíu này. Còn cái chiêu thứ 2, chiêu thứ 3 mình chưa thấy là sử dụng như thế nào. Đó, nếu mà hoàn chỉnh hơn thì có chiêu thứ 2, chiêu thứ 3 thì nó mới thú vị hơn. Rất mong là chị Gà Lán sẽ hoàn thiện xong cái map này nha. Mình đang full cây máu này. Trời ơi, quá easy. Đó, không đánh nhau nhiều, cứ đầy máu thôi, lé thôi. Đầy máu chắc là lé thôi, giữ máu mà. Đấy, nhảy. Ok, hồi máu, quay. Wow, cái bàn kia đập luôn vào tường kìa. Đó, lại đầy máu. Cứ quay và đầy máu thôi. Ôi, mô Việt hình như là game này dễ quá. Map này dễ quá anh em ơi. Đấy, map dễ quá. Mà nhìn cái trang phục béo này nó hơi bị hài đấy. Trang phục béo này, trang phục mình đánh giá là hài hước nhất game mobile. Bởi vì cái tạo hình nó thực sự nó thập cẩm. Bởi vì có sự xuất hiện của cây dừa, cái càng cua, có cái slip không biết là của bé nào luôn. Chắc là tiệc bãi biển móc trúng cái slip của bé nào đó. Rồi, còn có quả hai gáo dừa che ngực của béo. Lại còn có in hình bàn tay. Không biết là đứa nào bóp vèo béo ấy. Trời ơi, thốn thôi rồi. Ok, hiện tại thì mình vẫn đầy máu nha. Chưa bạn nào đánh chúng mình. Với bạn kia thì cứ đánh nhau hoài thôi. Mình cứ quay đều. Đấy, hất vào tường, hất ra. Xoay. Ôi, mất máu khá nhiều anh em ơi. À, còn cái phép tốc biến nữa chứ. Tốc biến 2.0 nữa chứ anh em ơi. Còn mấy giờ thôi, chắc là top 1 rồi. Top 1 gọi tên. Ôi. Wow, không biết có top 1 được hay không đây anh em ơi. Nước cuối mất máu nhiều quá, nhưng mà tổng HP của mình là 4.225. Top 1 rồi. Cái game này mới chơi thì cũng khá là thú vị. Nhưng mà nhanh cái độ ngạt chán này, mình làm thêm một game nữa anh em ơi. Sang game thứ hai này. Đó. Game này thì mình sau khi rút kinh nghiệm từ game trước ý, thì có cách quay, đó là đi cùng đồng đội. Đấy, các bạn nhớ nha, trận này mình team vàng đội vàng này. Đi cùng đồng đội, quay cùng đồng đội thì nó sẽ kết hợp với nhau là ok hơn. Để mình đang đầy con zip. Ê, vẫn đầy máu anh em ơi, vẫn rất nhiều máu. Đi cùng đồng đội. Đó, hất vào tường này. có cái kiểu là hất vào tường như này thì các bạn đấy sẽ bị dồn vào tường, không ngáp được và mình sẽ rất nhanh hồi máu anh em ơi. Đấy, chơi kiểu này rất là hay này. Đấy, hai đứa dồn một cho bạn này hết máu luôn. Mình mới đồng đội gần đầy máu anh em ơi. Gần đầy máu này lại top 1 rồi. Game quá dễ đúng không anh em ơi. Hất vào tường. Ôi, cẩn thận bị hất vào tường nha. Hất người khác vào tường này mình đầy máu lại. Ôi con zip. Đấy.
Quá dễ phải không anh em ơi, chơi dồn vào tường xong hồi máu. À nếu mình chạm vào cái bạn nào bị hết máu ấy thì bạn ấy cũng hồi sinh nha. Nhưng hồi sinh với cái lượng máu rất là thấp thôi. Mình tiếp tục đẩy các bạn đấy vô tường. Đấy. Đẩy vô tường nè. Ôi. Ôi. Rồi. Ôi. Ôi ngu ngầy. Không ổn anh em ơi. Trời ơi bạn này hay đẩy ghê quá. Hôm nay có tốc biến chạy đi kìa. Trời ơi. Ok, lượng máu bây giờ là cũng ngang ngang nhau thôi. Ngang ngang nhau toàn ít máu thôi. Đánh ngày vui này. chơi rất đơn giản nha anh em ơi. Chỉ ấn cái nút đánh thường liên tục thôi. Mình đang mong chờ là cái chiêu 2 này có cái móc. Chiêu cuối là bay lên. Không biết là khi mà nó ra mắt chính thức có những cái chiêu thức này được sử dụng hay không. Chứ là mỗi cái chiêu 1 nhảy cũng hơi buồn không anh em ơi. Cần hoàn thiện thêm. Ôi, mình đẩy hai đứa vô lại anh em ơi. Đẩy máu ngay đầu mình ơi, đẩy máu ngay. Đấy. Ôi. Không được anh em ơi. Đang chơi trò hồi máu. Thế mà bị đẩy lại. Ôi, không để đứng sát tường nha anh em, đừng đứng sát tường là toang đấy. Đứng sát tường là cái bài vừa rồi của mình ý. Là cho hết máu luôn. Wow ơi. Hết máu rồi. Ôi, thôi xong anh em ơi, hết máu rồi. Bây giờ đi tìm bạn nào đẩy máu để mình hồi máu nha. Đâu rồi các bạn nào đâu ơi? Đây. Ôi. Trời ơi, vừa ăn máu xong lại bị vô tường. Còn 10 giây nữa thôi. Quay. Ôi. Trời ơi. 6 giây anh em ơi. Nhảy lên được rồi, tí máu này là ok đấy. Ôi. Trời ơi, phát cuốn lại bị đẩy. Rất may đồng đội của mình rất là nhiều máu nha. Đó. Mình top 5 nhưng đồng đội có lẽ là top 1 rồi. Ok, nếu anh em nào muốn trải nghiệm thì vô ngay máy chủ thử nghiệm để chơi nha. Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.